700 triệu euro, 300 triệu euro phí chuyển nhượng, phần còn lại là tiền lương, là con số mà câu lạc bộ Al-Hilal của Saudi Pro League được cho là đang đặt lên bàn. Nó đủ để khiến cả những ngôi sao NBA như Giannis Antetokounmpo và LeBron James phải đứng dậy. Tiếp đến, không như lần trước, PSG đã quyết định dằn mặt khi loại Mbappé ra khỏi chuyến du đấu trước mùa giải, đồng thời để anh tập luyện với những cầu thủ không có trong kế hoạch của huấn luyện viên Luis Enrique như Jorginho Wijnaldum và Leandro Paredes. Hoặc thực tế là Mbappé, cầu thủ được coi là xuất sắc nhất thế giới, đang chứng kiến tầm quan trọng địa chính trị của bản thân tăng lên. Với một số người, Mbappé sẽ là siêu sao có thể ngay lập tức biến Saudi Pro League từ một dự án trong mơ trở thành đối thủ cạnh tranh với các giải đấu lớn của châu Âu. Nhưng đối với những người khác, như thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo, ngôi sao 24 tuổi là một báu vật quốc gia và phải ở lại thủ đô nước Pháp, có thể không khắt khe như Quốc hội Brazil, khi họ từng thông qua một đạo luật vào những năm 60 để Pelé không được chuyển ra nước ngoài, nhưng điều đó cũng không còn xa nữa. Về mặt kinh tế thì khỏi phải bàn, nhưng chuyển đến Saudi Arabia ở giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp, Mbappé sẽ bước sang tuổi 25 vào tháng 12 năm nay, đồng nghĩa với việc ít được chú ý hơn, không được đá Champions League và phải thi đấu với những đối thủ yếu hơn. Xét về mặt giành danh hiệu, đó sẽ là một bước lùi so với những gì Mbappé sẽ có ở Real Madrid hoặc thậm chí những gì anh hiện có ở PSG. Nó lý giải vì sao tuyển thủ Pháp không quan tâm đến lời đề nghị của Al-Hilal, dù PSG sẵn sàng đàm phán với đội bóng đến từ Saudi Arabia. Ngoài ra, một năm sau, Mbappé sẽ là cầu thủ tự do. Khi đó, lời mời chào của đội bóng Saudi Arabia vẫn ở đó nếu anh thay đổi quyết định, nghĩa là khoản tiền 300 triệu euro vẫn sẽ thuộc về anh. Có một điều bất thường là Al-Hilal lại tiếp cận PSG trước thay vì Mbappé. Có lẽ họ hiểu rằng tỷ lệ thành công trong thương vụ này là điều không tưởng. PSG đưa ra tối hậu thư cho Mbappé, nói rằng anh cần ký hợp đồng mới hoặc kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trước ngày 31 tháng 7, nếu không họ sẽ bán anh đi. Tuy nhiên, họ không thể bắt Mbappé rời khỏi PSG nếu tiền đạo người Pháp không đồng ý, vì vậy lời đe dọa đó là vô nghĩa. Mbappé vẫn tôn trọng hợp đồng của mình. PSG không thể trừng phạt anh vì không ký hợp đồng mới. Thêm vào đó, luật lao động ở Pháp khá chặt chẽ. Trừ khi Mbappé vi phạm các quy tắc của đội bóng, PSG không thể dễ dàng loại bỏ cậu ấy. Có những tiền lệ pháp lý và nếu không cẩn thận, tòa án có thể cho Mbappé trở thành cầu thủ tự do ngay lập tức và thậm chí khiến PSG phải bồi thường cho cậu ấy. Còn trên sân bóng, nếu họ sẵn sàng để cậu ấy ngồi dự bị, họ sẽ trở thành đội bóng tầm thường. Chắc chắn Enrique sẽ nhắn nhủ ban lãnh đạo về điều đó. Ngoài ra, có thể chủ sở hữu PSG là người Qatar, nhưng họ vẫn là một đội bóng của Pháp, gây ra rắc rối với cầu thủ hay nhất của Pháp khi Euro sẽ diễn ra sau đó một năm, trong khi có thể vi phạm luật lao động của Pháp không phải là một ý hay. Về cơ bản, PSG chỉ có thể tự trách mình. Sau cùng, họ rơi vào tình huống này bởi không thể khiến Mbappé cam kết một thỏa thuận dài hạn. Thay vào đó, họ lúc nào cũng lo lắng về tương lai của cậu ấy trong hai mùa giải, ngay cả khi họ cho là ba mùa giải, bằng cách để cậu ấy giữ chiếc áo thi đấu kỳ quặc có số 2025 ở phía sau. Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đang để ngỏ cửa vụ Mbappé. Real chỉ sở hữu 3 tiền đạo, Vinicius Junior, Rodrigo và Joselu, 33 tuổi và dưới dạng cho mượn. Họ đã để dành chỗ cả về tài chính và trong đội hình cho Mbappé. Nếu có cơ hội để sở hữu Mbappé ấy, họ sẽ thực hiện, nhưng chỉ với mức giá phù hợp. Nếu không, Real sẽ vui vẻ chờ đợi Mbappé trở thành cầu thủ tự do sau một năm nữa.